anh thấy mỗi cái nó đều có một cái khó khác nhau nha. Nó giống như là hai bên bán cầu của não vậy đó, khó mà so sánh được. Nhưng mà thường thường mọi người sẽ dễ bị bí ở phần nào hơn? Riêng em á nha, là em sẽ bí ở phần làm beat, tại vì em làm beat dở lắm. Làm beat dở lắm. Riêng em thì em thấy phần nào nó cũng khó hết. Em thấy phần nào nó cũng bí hết so với cái mùa dịch này. Em làm nhạc quá trời luôn, em làm sao em xóa, em làm sao em xóa. Thì kiểu nghe đi nghe lại nó vẫn không được cái vai mà em mong muốn á. Kiểu ôi không ra đường, rồi, không... Ơi. Ừ, ra, không ra đường, không rồi không tiếp nhận thêm được nhiều cái thông tin mà mình cần á. Kiểu nó cứ bị stuck ở trong cái dòng đó hoài luôn. Ý là... Đúng rồi chị ơi, bữa giờ là có những cái câu lyric á mà bây giờ tụi em không thể nào sử dụng được. Thì kiểu như là anh em tao tụ họp đông đủ này là các kiểu là giờ hết rap được rồi. Rồi anh em tao đi trên phố, walk on the street rồi các kiểu là đâu được nữa. Yeah, em thấy dễ hay khó cũng quan trọng cái mood đó anh em không? Thật ra thì nó không dễ thì cũng không dễ, mà khó cũng không khó, tùy theo là mình có cái cảm hứng chưa. Ví dụ như cảm hứng mình tới với cái nào trước, đôi khi cái beat nó đơn giản lắm luôn nhưng mà nó lại hòa được với lại cái vocal đó thì nó lại tự nhiên hay. Như si mà chưa nghe nó vẫn còn thiếu thiếu hay là gì đó thì thật ra hai cái sự kết hợp đó chưa hài hòa thôi. Mình có thể tìm cái cách kết hợp khác. Cái cảm giác mà viết lời xong á mà đi tìm producer để làm cái beat đó, nó cảm giác như là gái đi tìm chồng nữa. Cưới được thằng nào ngon á thì hưởng, không được thì phải chịu. Kén rễ. Mỗi lần mà mình đi gả cái đứa con của mình cho người khác á, mình cũng phải dò tới mười mấy người, qua mười mấy mối tình mới tìm được một người chồng thích hợp á chứ. Đúng rồi. Trời, mười mấy người là vất vả lắm á em ơi. Trời ơi, lựa mười mấy beat để chọn một beat. Anh nhà quê đó, anh nhà quê tới nay cũng 2 năm rồi, cuối cùng cũng đã tìm được cái bạn phối thích hợp đó. Vất vả cho em tôi. Xuất phát điểm từ cái tên của mình thì ngày trước khi mà mình đi chơi B-Boy thì mấy anh em gọi như vậy, xong rồi sau đó mình cứ để như vậy thôi. Mình cũng thử đổi nhiều rap name rồi nhưng mà mình cảm thấy không có thoải mái như cái lúc người ta gọi mình là Lăng hay là Lăng LD. Yeah. Cái tên C-Chance nó đã trải qua rất là nhiều lần đổi tên. Đầu tiên là C-Woofy đúng không? Đầu tiên chỉ là C thôi. Đi học Anh văn thì ông thầy ông đặt tên tiếng Anh cho mọi người. Ví dụ như là một người đó tên Sơn thì ông sẽ đặt là Mountain. Còn Hải nghĩa là biển thì ông thầy sẽ đặt tên là C. Và lúc đó mọi người cứ kêu C. Cho tới lúc mà mình mới bắt đầu rap thì mình cảm thấy ở dưới Cần Thơ mình giống như là một con đẹp vàng vậy. Thì mình để tên là Sea Eagle. Và sau thời gian sau á, thì mình lên Sài Gòn sống. Và lúc ở Sài Gòn á, thì mình đặt tên là Sea Wolf, là chó sói, Sea Wolfy. Và mình về quê thăm mẹ thì mẹ có tặng cho mình một cái cọng dây chuyền này. Và sau đó mình đổi tên thành Sea Chance. Yeah. Thì tên của mình là Phu Nhỏ, thì cái tên này có từ cấp 2 rồi. Mà quyết định lấy cái tên từ nhỏ mình đi để rap luôn. Người Việt, rap Việt. Phú Nhỏ. Ok, phần giới thiệu Phú Nhỏ như tặng cáo nước lạnh vào mặt tôi. Thì lúc đầu giống như là ai khiến vậy đó. Mình nghe nhạc của một cái anh Ricky miền Trung, xong thấy tên của anh đó cũng hay hay, thì mình đặt tên Ricky cho kiểu tên nó tay tay để mà vô lớp rap cho các bạn nghe. Rồi thời gian sau làm nhạc với anh The Night thì thấy nhiều Ricky quá. Thị trường rap lúc đó phải cỡ 10 người Ricky. Cho nên là mình muốn đặt một cái tên gì đó ở phía sau nữa để tạo một cái dấu ấn. Mình nghĩ là The Night, Night nghĩa là đêm, mà đêm thì phải có sao. Tại sao phải là sao mà không phải là mặt trăng? Tại vì Ricky Moon đó thì nó nghe nó nàng thơ quá. Cho nên mình đã quyết định là Ricky Star là rap name của tôi.